Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Thí sinh bị CNS đòi đuổi khỏi show, Thái Trắc Nghi bùng nổ nhan sắc gây ngỡ ngàng, xinh xỉu. Là đây, Thái Trắc Nghi, thí sinh từng khiến CNS phản đối chuyện tham gia Thanh Xuân Có Bạn vì quá khứ một đời chồng, nay lại làm dân tình sừng sốt vì visual xuất sắc. Tập thứ 6 của Thanh Xuân Có Bạn tối ngày hôm qua tiếp tục khiến dân tình soi đỏ con mắt với màn trình diễn của các thí sinh. Nếu như ở tập trước hàng loạt các thí sinh như Hứa, Gia Kỳ, Lưu Hân Vũ, Kim Tử Hàn đều khiến CNS xịt máu mũi bởi nhan sắc xuất thần, thần thái ma mị bức người, thì đến ngày hôm qua một mỹ nhân khác chiếm trọn sự chú ý của dân tình, đó chính là Thái Trắc Nghi. Thái Trắc Nghi từ những tập đầu tiên đã gặp vô số áp lực, thậm chí còn bị CNS tẩy chay đòi đuổi khỏi show bởi trong quá khứ cô từng cưới đại gia và ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống. Vậy nhưng nhan sắc và vóc dáng của Thái Trắc Nghi lại là điều khiến dân tình không thể phủ nhận. Trong tập tối này, người đẹp sinh năm 1993 thực sự tỏa sáng và chiếm trọn spotlight. Thái Trắc Nghi khiến dân tình đổ đứ đừ trước nhan sắc xinh đẹp quá đỗi xuất sắc. Hình ảnh ngọt ngào dịu dàng trên sân khấu của Thái Trắc Nghi khiến dân tình xao xuyến. Nụ cười tươi tắn rạng rỡ của Thái Trắc Nghi khiến bao ác cảm của công chúng đã tan biến. Không chỉ xinh đẹp ngay trên chính sân khấu, tại các khoảnh khắc được dân tình chụp lại màn hình, Thái Trắc Nghi cũng đẹp bất chấp góc quay. Thí sinh từng cưới đại gia khoe vẻ đẹp rạng ngời. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.